khi không được nhìn em. Chào tất cả quý vị và các bạn, xin mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nhi Audio. Thì hôm nay thì em tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn một trong những cái dòng vang số vừa cập nhật tại Nhi Audio anh em nhé. Đối với dòng vang này thì nó chính là con CB Cotic, con D900 anh em nhé, hoặc Apollo P9000. Đấy. Ở đây thì em về thì nó là một loại như thế này anh em nhé. Dù nó có tên là gì đi chăng nữa thì nó vẫn là một cái dòng vang rất là cao cấp, chất lượng. Hãy gửi tới quý vị và các bạn. Đối với dòng này thì những sản phẩm mới thì nó mang tên là CB Cotic D900 hoặc là Apollo P9000. Anh em có thể tham khảo thêm thông tin ở trên những mạng anh em nhé. Những đơn vị nhập khẩu về sẽ bán hàng mới. Còn những cái lô này ở đây của em là hàng bãi anh em nhé. Hàng bãi thì nó cũng có rất là nhiều các tên khác nhau nhưng nó vẫn là một loại anh em nhé. Đây là ví dụ như là TB Pro Audio này, TB Pro Audio, và cái tên nữa là Blue Sound anh em nhé. Blue Sound với mã số của nó là con D900. Đây. Mã của nó đây. EFD900 anh em nhé, 900D. Đấy, 8 anh em nhé. Nói chung là nó rất là nhiều tên nhưng mà cái con vang này nó như vậy. Em gọi chung của nó là con D900 đi nhá, gọi chung con D900. Thì về cái phần giao diện mặt trước của con này thì nó là mặt phay nhôm màu đen anh em nhá. Rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp anh em nhá. Con này con chạy con chip mà không chân. Đấy, chip không chân đời cao của Mỹ anh em nha. Đấy. Đấy, chip không chân đời cao của Mỹ này. Đấy, 3 nhân anh em nha. Xử lý DSP, xử lý tín hiệu số này. Đấy. Con này thì nó có cái tính năng là đây, anti-howling này. Thì nó sẽ nâng cái tiếng giọng hát và tự động bù những cái giải âm thấp của micro. Hoặc là bù thêm những cái lời ca cho nó dày tiếng anh em nha. Đấy, rất là hay. Ở trong phần mềm của nó đã có rất là đầy đủ và chi tiết rồi anh em nha. Đấy, về cái dòng này. Đấy, sử dụng chỉnh bằng tay hoặc chỉnh bằng máy tính cực kỳ đơn giản. Đấy. Tí nữa em sẽ qua một đoạn chỉnh bằng tay cho anh em xem. Và phần mềm rất là chuyên nghiệp anh em nhé. Đấy, anh em chỉnh máy tính chuyên nghiệp. Đấy. Ngoài ra thì con này nó có một cái phần nhạc của nó có phần bass energizer. Thì cái phần bass này thì nó kích lên nó nhằm cho cái tiếng bass nó sâu. Anh em có thể sử dụng loa full nhưng mà nghe như kiểu là có súp mà xịn ghép vào vậy. Đấy. Nó kích, nó làm cho cái tiếng bass nó sâu và mềm nhuyễn hơn rất là nhiều anh em nhé. Đấy, đặc trưng của những cái dòng này nó lại như vậy nhá. Và cái dòng này thì nó có thêm cái cổng quang để giải mã cổng quang cho anh em sử dụng nhá. Nhất là anh em sử dụng nhiều TV smart thì bây giờ nó có đường quang. Đấy. Mặt trước của máy thì sử dụng 3 cái cổng mic em nhá, 1, 2, 3. Bên cạnh đây là gain, hai nút chỉnh gain anh em nhá, cho 3 mic này. Cổng kết nối máy tính thì nó đặt đằng trước luôn. Nó gồm có hai cái dạng kiểu kết nối máy tính, đó là một anh em có thể sử dụng dây USB. Hoặc em có thể sử dụng cái dây có chip ở trong, cái dây RS232 anh em nhé. Đấy, server. Đấy. Đây màn hình hiển thị rất là dài. Hiển thị có cái đèn LED màu trắng nhìn rất là đẹp và sang trọng anh em nhé. Đấy, còn những cái nút phím ở đây thì một đầu tiên đây là nút này là nút chỉnh chọn chế độ đầu vào anh em nhé. Như là input đầu vào cổng quang cổng mà bình thường là rất là nhiều anh em nhé. Đấy. Hoặc là trong cài đặt thì nó là nút lưu chương trình. Đấy, nó ghi vào đây luôn. Đấy, cũng có các nút như là chỉnh music equal, chỉnh mic equal này, echo này, revert này, chỉnh mic này, chỉnh các đường main out này. Đấy, đây là effect, tăng giảm effect này. Đó là tăng giảm micro này, đó là tăng giảm mic này. Đấy, những cái nút thường dùng thì nó sẽ thiết kế to hơn anh em nhé. Đấy, đây là nút menu chính này, đấy, enter này, quay lại này, return này. Đấy, rất là nhiều.
Đấy. Ok, đây là phần mặt trước của máy anh em nhá. Rất là đẹp và thanh thoát anh em ạ. Đây, phần hông máy này. Về mặt sau của máy thì nó sử dụng nguồn điện là 220V 50Hz anh em nhá. Còn cái phần tín hiệu đầu ra này thì nó có rất là nhiều đầu ra. Ở đây thì em thấy là có 8 đường ra anh em nhá. Gồm có đường rec này. Hai đường này thì anh em có thể dùng cắm ở trên âm ly được anh em nhá. Đấy, và đường ML này, bên trái bên phải này. Đấy, đường này cắm xuống đẩy nhá. Đấy, đường center này, đường sub này, đường suro trái suro phải. Đấy, đủ hết các đường cho anh em. Đây là cái bộ dàn 5.1 là cắm đủ hết trên này luôn. Đấy, 5.1 nhá. Đấy. Còn cái đường vào của nó thì nó có các cái đường nhân lưng cổng quang này. Đường cổng quang này, đường cáp đồng trục này. Đường đồng trục này tiếng nó là tín hiệu số anh em nhá, tiếng rất hay. Anh em chỉ cần một sợi GAV vào đây thôi. À, cắm từ cái nguồn nhạc có con đồng trục như vậy thì nó sẽ ra được cả hai cây stereo nghe rất là hay. À, còn cái đường mà giống cái cổng mạng LAN này thì nó là cái đường dành cho những cái micro số anh em nhá. Đây, digital microphone này. Anh em cắm vào cái đường LAN này. Anh em nó có con micro số để cắm vào đây rất là phê luôn anh em nhá. Rồi. Đó là mặt sau. Bây giờ em sẽ cho anh em xem về phần nội thất và test chất âm ở trên cái dòng vang này cho anh em xem nhá. Đấy, tiếng rất là hay luôn. Còn phần mềm ở đây anh em này. Đây, phần mềm anh em cứ tải con DBA Acoustic nhá. DBA Acoustic D900 vào là ăn luôn. Thì như em nói hồi nãy thì trong cái phần, ví dụ anh em phần vào phần music đi. Music này thì nó có một cái phần là bass này. Bass này, Enyer Zansi này. Đấy, đây anh em tích vào đây thì cái tiếng bass nghe nó rất là sâu luôn. Em sẽ để mặc định sẵn là em sẽ kích lên anh em nhá. Còn anh em nào không thích cái tiếng bass nó như thế thì anh em có thể bỏ đi được bình thường. Đấy, phần thứ hai là phần micro. Phần micro thì nó 15 giải. Micro ở đây thì em cài 15 giải luôn. Và nó có cái đây, có hai phần như này này. Đây, Dynamics Low nha, Fancy Key này. Thì cái phần này thì anh em có thể kích vào để nó bù những cái giải ở âm thấp. Nhất là anh em sử dụng những cái dòng micro rẻ tiền ấy, thì những cái giải âm trầm thường thường là nó không có. Nó không tái hiện được anh em nhá. Thì mình kích vào đây thì nó sẽ bù vào những cái giải âm bị thiếu đấy, cho cái tiếng hát nó dày và nó rất là rõ anh em nhá. Còn cái phần Volca này này. Đây, Volca này. Volca Plumeness thơ này này. Thì cái dòng này thì nó kích vào đây thì nó sẽ ra cho cái tiếng lời của mình. Khi mình hát karaoke nó sẽ rõ và nó nổi lên. Đấy, rất là hay. Chỉ có cái dòng này nó mới có cái này anh em nhá. Đấy, chỉ có cái dòng này thôi. Đây là dòng của con D900 này này. Đấy, phần mềm rất là chuyên nghiệp anh em nhá. Đấy, Sub Center các thứ là đầy đủ hết cho anh em luôn. Đấy, cài đặt rất là dễ dàng. Bên em nếu mà setup là cài đặt sẵn cho quý vị các bạn, nếu anh em mà thích chỉnh thêm thì vẫn chỉnh được bình thường anh em nhé. Đây, ok, thì bây giờ em sẽ test hát một đoạn karaoke trên cái con vang này, một đoạn nhạc cho quý vị các bạn cùng nghe nha anh em nhé. Em sẽ thử ở trên cái một con đẩy Class Y, con này là con 9650 version 2 của TB anh em nhé, của TB luôn, cho nó đồng bộ. Với cả một bộ micro em sử dụng ở đây là micro BBS, dòng của sự kiện như là dòng GS111 anh em nhé, 3 con 1. Đấy, đây, tay còn rất là đẹp anh em nhé. Và một cái loa em thử ở đây, đây là loa ETC anh em nhé. ETC con này là SR12V. Đấy, phiên bản kèn gold anh em nhé, kèn vàng. Anh em nhìn thấy nó có lớp bông anh em nhìn không rõ, nhưng mà khi em tháo ra thì sẽ thấy được. Đây, logo xanh anh em nhé. Còn rất đẹp, thùng cân, 4 lỗ thông hơi mặt trước. Đấy. Ok, em sẽ test cho quý vị và các bạn cùng nghe nhé.